Sơn Tùng MTV lọt top 100 gương mặt nam thần đẹp nhất châu Á. Cách đây ít giờ, trang Sina vừa công bố danh sách 100 gương mặt nam thần đẹp nhất châu Á. Điều may mắn là ca sĩ Sơn Tùng MTV của Việt Nam bất ngờ được xếp hạng ở vị trí thứ 46 phần 100. Đây thực sự là một niềm vui lớn của cộng đồng fan Sơn Tùng nói riêng và fan yêu nhạc nói chung. Sơn Tùng tên thật là Nguyễn Thanh Tùng, sinh ngày 5 tháng 7 năm 1994 tại Thái Bình. Chàng ca sĩ là anh cả trong gia đình có hai anh em trai. Theo lời kể của bố mẹ Sơn Tùng thì anh biết hát từ năm 2 tuổi. Ngày đó, Sơn Tùng hay ngồi lồng mẹ để xem phim Hàn Quốc, sau đó thì thuộc lầu lầu tất cả những bản nhạc trong phim và EA hát lại, mẹ của Sơn Tùng tâm sự. Đạo cụ để phục vụ cho việc hát của cậu bé Sơn Tùng khi ấy là chiếc micro bằng hộp nhựa. Anh bén duyên ca hát với ca khúc Cơn Mưa Ngang Qua vào tháng 8 năm 2011. Năm 2012, anh đỗ thủ khoa nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh, được nhạc sĩ Huy Tuấn dìu dắt. Không những có tài năng về ca hát, Sơn Tùng MTV còn có khả năng sáng tác, chơi piano và vũ đạo. Sơn Tùng từng chia sẻ thứ mà anh yêu nhất và cũng sợ nhất là âm nhạc. Nam ca sĩ cũng chia sẻ, thứ anh yêu nhất là âm nhạc, và sợ nhất cũng là âm nhạc. Nếu một ngày nào đó tôi không thể sáng tác được nữa, đó sẽ là điều thật sự rất khủng khiếp. Với nghệ danh Sơn Tùng MTV, anh tạo dấu ấn qua loạt bài hit Nắng Ấm Xa Dần, Em Của Ngày Hôm Qua. Trong suốt chặng đường làm nghệ thuật mình, Sơn Tùng MTV đoạt nhiều giải thưởng như Nghệ sĩ xuất sắc khu vực Đông Nam Á, MTV Rock Music Award 2015, Singer của năm, Làn Sóng Xanh 2015, Ca sĩ của năm, Cống Hiến 2016, Ca sĩ được yêu thích nhất, Làn Sóng Xanh 2016, Ca sĩ đầu tiên của Việt Nam nhận nút vàng YouTube. Năm 2019 đánh dấu bước trưởng thành trong âm nhạc của Sơn Tùng khi anh phát hành MV Hãy Trao Cho Anh được hợp tác với rapper nổi tiếng Snoop Dogg. MV Hãy Trao Cho Anh đã vươn đến top 1 YouTube Việt Nam quá dễ dàng khi chưa đầy 6 tiếng. MV cũng đã vươn đến top 2 tại Canada, top 7 tại Mỹ, top 5 tại Hàn Quốc, top 3 tại Australia, top 28 tại Singapore, top 8 tại Đài Loan. Năm nay, danh sách có sự biến động lớn. Đáng chú ý, trong danh sách top 100 có sự góp mặt của Sơn Tùng MTV ở vị trí 46. Nam ca sĩ sinh năm 1994 cũng là đại diện duy nhất của Việt Nam góp mặt trong bảng xếp hạng này. Với thứ hạng này, Sơn Tùng MTV đã xuất sắc vượt qua nhiều cái tên đình đám khác như G-Dragon, Jin, BTS, Hứa Khải, Lee Min Ho, Mario Mauer. Trước đó, trang Sina cũng từng đưa ra bảng xếp hạng 100 gương mặt mỹ nhân đẹp nhất khu vực châu Á, Thái Bình Dương. Danh sách quy tụ những mỹ nhân đẹp nhất làng giải trí Nhật, Trung, Hàn. Những cái tên đứng đầu bảng danh sách những mỹ nhân đẹp nhất là Lisa, Blackpink, Sakura Miyazaki, EZONE, Jennie, Blackpink, Angela Baby, Suhae, Minh Anh.